Trận cuối, Lucifer cuối cùng cũng đã lộ diện và thể hiện sức mạnh vô cùng bá đạo. Dù quá trình hiện thân của Lucifer chỉ hoàn tất được 50%, nhưng như đó là đủ để khiến cho Lucifer out trình so với phần còn lại. Với ma lực khổng lồ, ma pháp khó chịu, tốc độ và thể chất phi thường, Lucifer đã áp đảo hoàn toàn Asta trong trạng thái đồng hóa với Libe. Asta khó có thể đánh bại được Lucifer nếu như không thức tỉnh được sức mạnh. Nhược điểm của Asta là tốc độ di chuyển và thời gian phục hồi. Asta chỉ có thể duy trì trạng thái đồng hóa của mình trong vòng 5 phút và thời gian nghỉ ngơi là 30 phút. Trước đây Asta với sự trợ giúp của Nat đã có thể chém hạ Lilith và Nama trong vòng 3 phút. Nhưng giờ đây, trước mặt Asta là ma vương Lucifer, một trong ba ác ma tối cao nhất đang thống trị Minh Phủ. Lucifer chắc chắn không thể bị đánh bại trong 5 phút và 30 phút nghỉ ngơi của Asta là đủ để Lucifer biến Space trở thành mồi chôn của các chiến binh công lý Clover. Cho nên Asta cần phải duy trì trạng thái đồng hóa của mình được lâu hơn, cũng như rút ngắn thời gian hồi phục. Trong nghi lễ giao cao, Nat đã giúp cho Asta và Libe hợp nhất bằng cách thi triển trường sang hắc ám, đưa cả hai đến tận cùng của nỗi sợ hãi tuyệt vọng, giúp cho cả hai tìm thấy được sự kết nối về mặt ý chí, đó là bản thân mình phải sống và bạn đồng hành của mình cũng phải sống. Dựa vào tình tiết này có thể nhận định rằng, để có thể đồng hóa được thì cần đến hai yếu tố. Thứ nhất là cả hai phải chung mục tiêu, chung ý chí. Thứ hai là phải nghĩ đến đối phương, xem tính mạng của đối phương giống như tính mạng của chính mình. Sau khi đánh bại Lilith và Nama, Asta có nói rằng cứ mỗi lần tách ra sau khi hợp thể là toàn thân đau nhất. Điều này cũng có nghĩa là giới hạn về mặt thể chất của Asta không cho phép cô cậu kéo dài thời gian đồng hóa quá 5 phút và cũng không loại trừ khả năng rào cản về mặt thể chất đã khiến cho Asta chưa thể khai phá được toàn bộ sức mạnh triệt ma pháp trong trạng thái hợp nhất với Libe. Asta có thể cải thiện nhược điểm này bằng cách nào? Và liệu Asta có thể thức tỉnh một thứ sức mạnh nào khác không liên quan đến triệt ma pháp của Libe hay không? Đã bao giờ anh em đặt ra câu hỏi tại sao cánh tay của Asta vẫn chưa trở lại bình thường dù cho Asta và Libe đã giao cao bình đẳng? Tại sao Libe chỉ có 2 sừng mà trạng thái đồng hóa của Asta và Libe lại có đến 4 chiếc sừng? Hãy cùng với Pito đến với video phân tích giả thuyết về việc Asta sẽ mở khóa sức mạnh đánh bại Lucifer nhé! Cơ bắp của Asta có thể bị quá tải do phải điều khiển thanh kiếm nặng nề chứa sức mạnh triệt ma pháp. Tuy nhiên, nếu như việc sử dụng sức mạnh ác ma gây tổn hại đến cơ thể con người, thì tại sao Xenon sở hữu cốt ma pháp thiên về phòng thủ công kích lại có thể chiến đấu không biết mệt mỏi kể từ lúc trận chiến tại Spain nổ ra cho đến khi bị Yuno đánh bại? Không tính Dante và Vanica vì hai nhân vật này sở hữu ma pháp có khả năng hồi phục. Hình thức giao cào của gia tộc Force ở Clover nhiều khả năng không giống với giao cào của gia tộc Socrates ở Spain, bởi vì nếu như Dante tiến hành nghi lễ giao cào với Lucifer giống như Asta và Libe, thì Lucifer chắc chắn sẽ đánh bại Dante, chiếm hữu thể xác để xuất hiện tại thế giới con người, chứ không phải mất công lợi dụng Hắc Tam đi bắt Yami và Quy Lam về để tiến hành nghi thức phát triển Kilifat. Nhưng giải thích như thế nào về trường hợp một nhân vật có thể hình minion như Nat lại có thể tiêu triển rất nhiều hình thái đồng hóa mà không chịu tổn thương nghiêm trọng nào, đặc biệt là hình thái đồng hóa với Slautos chiến đấu với trọng trường ma pháp của Dante? Thapito, vấn đề không phải do thể chất của Asta mà là trạng thái đồng hóa của Asta chưa hoàn thiện. Và câu hỏi đặt ra là tại sao Asta chưa thể tiêu triển hình thái đồng hóa mạnh nhất với Libe? Có 3 khả năng chúng ta có thể xem xét. Thứ nhất là bởi vì Asta và Libe có tận 2 giao cao. Một là giao cao thông qua ma đạo thư 5 lá, hai là giao cao thông qua nghi lễ. Trong trận chiến với Dante tại căn cứ Hắc Bột Ngưu, khi Asta thực hiện khế ước đổi cánh tay lấy sức mạnh, Libe có nói rằng cơ thể của Asta không thể cầm cự được quá 50 giây. Cánh tay của Asta lúc bấy giờ không phải để truyền sức mạnh mà nó chính là sức mạnh. Có nghĩa là giới hạn chịu đựng cơ thể của Asta chỉ gói gọn ở sức mạnh giải phóng ra từ cánh tay phải. Cho nên khi Asta đồng hóa hoàn chỉnh với Libe, khi toàn bộ cơ thể của Asta là sức mạnh, lẽ ra rào cản về mặt thể chất phải được giải quyết. Nhưng không, cơ thể của Asta vẫn bị tổn thương nghiêm trọng sau khi đồng hóa. Pito nhận định, sở dĩ cơ thể của Asta bị tổn thương là do chưa đồng hóa hoàn toàn với Libe, là vì trước đó cả hai đã có giao cao. Cánh tay phải của Asta hiện đang thuộc về Libe. Có lẽ đây chính là nút thắt cần được gỡ bỏ nếu muốn đạt đến hình thái đồng hóa mạnh nhất. Thứ hai, Asta và Libe chưa đồng điệu hoàn toàn về mặt ý chí. Như mình đã có đề cập ở đầu video, Asta và Libe có thể đồng hóa được là vì cả hai có chung ý chí là phải sống và bạn đồng hành của mình cũng phải sống. Tuy nhiên, mục tiêu của cả hai là khác nhau. Asta phải sống để giải cứu Yami. Asta không thể để Libe chết vì Asta cần triệt ma pháp của Libe để chặt cây Kilifat.
Mục tiêu của Libe là tiêu diệt Lucifero trả thù cho Lysita. Libe cần kinh nghiệm chiến đấu của Asta, và nếu như Asta chết thì Libe sẽ không thể hiện diện tại thế giới con người. Để có thể thi triển hình thái đồng hóa mạnh nhất, Asta cần được Libe tiết lộ về quá khứ. Libe có thể nhận ra Asta chính là con trai của Lysita, nhưng Asta không hề biết quá khứ của Libe, cũng như không biết mẹ của mình đã bị chính tay Lucifero sát hại. Giống như trường hợp của Noel, còn tệ hơn cả Asta. Trong trận chiến với Maggie Kula, Noel chỉ có thể duy trì trạng thái tinh linh đồng hóa của mình trong vòng 30 giây. Noel có thể chưa làm quen với sức mạnh mới, nhưng mình thiên về khả năng, ý chí của cả hai chưa hòa hợp. Thủy Tinh Linh lựa chọn Noel vì không cần sự lựa chọn nào khác. Chứ ngay từ đầu, Thủy Tinh Linh không hề thích tính cách của Noel và Noel cũng thế. Và thứ ba, Asta sở hữu sức mạnh của một ác ma khác, không phải Libe. Sabret có 2 sân, Lilith và Nama có 2 sân, Magicula, Beelzebub, Lucifero có 4 sân, ác ma tối cao tầng thứ 2 có 2 sân. Điều này đã khẳng định rằng ác ma cấp cao có 2 loại, loại 2 sân và loại 4 sân. Trong trận chiến với Lilith và Nama, Libe tự nhận mình là một ác ma cấp cao. Libe là ác ma cấp cao có 2 sân. Ở trong trạng thái hắc hình 100%, hắc tam có 4 sân là điều có thể lý giải, bởi vì ác ma của chúng có 4 sân. Nhưng trạng thái đồng hóa của Asta có 4 sân là điều chúng ta nên đặt ra nghi vấn. Các ác ma của Nat có 2 sân, trạng thái đồng hóa của Nat cũng chỉ có 2 sân. Tuy nhiên, Nat trong trạng thái đồng hóa với 2 ác ma có 4 sân, Lilith và Nama mỗi đứa có 2 sân, và Lilith và Nama sau khi hợp nhất có 4 sân. Từ đó suy ra, Asta nhiều khả năng sở hữu sức mạnh của một ác ma khác không phải Libe và ác ma này có 2 sân. Nếu như giả thuyết này là đúng, thì nhiều khả năng Asta là con lai giữa ác ma và con người. Và sẽ ra sao nếu như Asta có thể đánh thức được dòng máu ác ma đang ngủ quên bên trong cơ thể? Sẽ ra sao nếu như ác ma này là kẻ thù không đội trời chung với Lucifero? Như mình đã có đề cập trong video phân tích chapter 318, Lucifero có thể đã xuất hiện trong đại chiến ma nhân lần thứ nhất, và vết sẹo của hắn ta do các thanh kiếm mà Asta đang sử dụng gây ra. Để có thể sử dụng được các thanh kiếm như thế, để có thể sát thương được một ác ma tầm cỡ như Lucifero, thì nhân vật đó ác hẳn phải cực kỳ bá đạo. Nhân vật này có thể là con người, cũng có thể là ác ma. Nhưng nếu là một ác ma và là cha của Asta thì sẽ thú vị hơn, phải không anh em? Lưu ý, đây chỉ là giả thuyết, mục đích là để cho các anh em có không gian để bàn luận trong thời gian chờ đợi chapter tiếp theo ra mắt. Đừng quên để lại quan điểm của mình trong phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.